Hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn cách tạo menu trên website bằng của WordPress. Thì trước tiên chúng ta đăng nhập vào trong trình quản lý của site WordPress của mình. Rồi, vào trong cái trình duyệt WordPress thì chúng ta sẽ tạo, cái thứ nhất là chúng ta tạo cái menu. Như vậy cái menu là cái gì thì chúng tôi sẽ cho các bạn thấy được một cái website. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy website câu lạc bộ triệu phú.com thì cái menu là cái chính, là những cái bảng trên đây. Đây, những cái menu là những cái này, nó dùng để cho chúng ta tạo thành những cái chủ đề, những cái thư mục mà chúng ta nói về một chủ đề nào đó. Chúng ta tạo đây là như vậy. Ví dụ như chúng ta có cái menu khóa học, chúng ta có menu là cảm nhận, một cái menu là lịch hội thảo, menu là người giàu chẳng hạn, vân vân. Thì với cái website mà chúng ta tạo thì chúng ta cần phải tạo cái menu như vậy. Để tạo được menu này thì chúng ta vào trong cái phần đăng nhập, rồi chúng ta vào phần post. Post này chúng ta vào trong cái category đây. Nếu mà các bạn có thể hiểu được tiếng Anh để sử dụng cái này, còn không thì chúng ta sẽ chuyển về cái ngôn ngữ này, ngôn ngữ tiếng Việt. Thì để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt thì chúng ta vào trong cái phần setting, chúng ta chọn với là general. Trong phần general này thì chúng ta kéo chuột xuống dưới đây, ở trong phần hàng size language chúng ta chọn available, thì ở đây chúng ta kéo chuột xuống đây, chúng ta tìm ngôn ngữ. Ở đây chúng ta thấy là tiếng Việt, sau đó chúng ta bấm là chọn tiếng Việt và chúng ta bấm lưu, save change. Thì bây giờ trong bảng thông tin này đã được đổi hoàn toàn sang tiếng Việt, như vậy là rất dễ cho chúng ta thao tác. Trở lại cái vấn đề, chúng ta tạo cái menu chính gọi là chuyên mục, chúng ta vào trong bài viết. Hồi nãy chỗ này là post, thì bây giờ chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn bài viết, chúng ta chọn chuyên mục. Ở chuyên mục chính là những cái, ví dụ chuyên mục khóa học, chuyên mục cảm nhận, chuyên mục lịch hội thảo, chuyên mục người giàu, chuyên mục câu lạc bộ triệu phú, vân vân. Đó, đây là những chuyên mục. Thì để tạo chuyên mục này thì chúng ta chọn vào trong cái tên của chuyên mục đây. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây chúng ta chọn cái chuyên mục đầu tiên là chúng ta chọn giao thông. Ở đây thì bạn có thể đánh tiếng Việt có dấu, và phía dưới đây chúng ta còn là chuỗi đường dẫn tỉnh. Thì chúng ta ví dụ như ở trên chúng ta ghi là giao thông, thì đây chúng ta ghi là chữ giao, chúng ta gạch ngang cho giao thông đó. Mình tạo chuyên mục là chuyên mục chính, do đó ở đây thì người ta để trống, chúng ta không có thêm cái gì cả, chúng ta bấm thêm chuyên mục. Chúng ta bấm thêm chuyên mục và chúng ta chờ cho website chúng ta lưu chuyên mục. Đây, chuyên mục giao thông chúng ta đã tạo thông xong. Chúng ta có thể là chọn thêm chuyên mục khác, ví dụ như chúng ta chọn thêm chuyên mục là liên hệ chẳng hạn. Liên hệ, thế là chúng ta sẽ chọn là liên hệ nhà thể đó. Và chúng ta bấm thêm chuyên mục là chuyên mục liên hệ và chuyên mục giao thông đã tạo xong. Với cái hai chuyên mục này thì bây giờ chúng ta muốn cho các chuyên mục này xuất hiện trong website chúng ta thì chúng ta vô trong cái phần là giao diện. Chúng ta vào trong phần giao diện, chúng ta chọn là menu. Menu, trong phần menu này thì chúng ta sẽ trước tiên là chúng ta phải tạo cái trình đơn, cái trình đơn cho nó. Thì chúng ta có thể là chúng ta đặt đây cái trình đơn là chữ home chẳng hạn. Sau đó chúng ta tạo trình đơn, rồi cái trình đơn có thể là quy một cái thanh ở trên đây nè, gọi là trình đơn. Bây giờ chúng ta muốn cái menu nó xuất hiện trên các trình đơn này thì chúng ta bấm chặt hết cho các nơi luôn, chúng ta bấm hết. Bây giờ chúng ta đang có phần gọi là chuyên mục,
để chúng ta thêm mấy cái chương mục hồi nãy chúng ta mới thêm vào. Chúng ta vào đây, chúng ta chọn là xem tất cả. Thì nãy là hai cái chương mục là giao thông và liên hệ chúng ta đã thêm vào, thì bây giờ chúng ta chọn chẹt vào đây. Sau đó chúng ta bấm thêm vào menu. Đó. Thì hai cái menu, hai cái chương mục là giao thông và menu đã được tạo thành xong. Để cho hai cái chương mục này xuất hiện trên website của mình thì chúng ta bấm lưu vào trình đơn. Như vậy đã lưu xong. Bây giờ chúng ta có thể kết xem cái website của chúng ta. Chúng ta chọn vào xem trang. Đó. Thì như vậy cái website chúng ta sẽ có hai chương mục là giao thông và liên hệ. Thì ở đây thì cái đây là cái giao diện này là giao diện chuẩn của website WordPress. Nhưng bây giờ chúng ta muốn thay cái giao diện khác đẹp hơn thì chúng ta có thể vào cập nhật một cái giao diện mới. Thì cái giao diện mới này chúng ta sẽ nói trong cái phần cài đặt, gọi là cái template chính là cái giao diện. Thì cái với cái phần cài đặt này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở video sau. Xin chào các bạn.